là trận đấu mà chỉ phải cho tốt. Và trận đấu thứ hai mà liệu rằng có giải quyết được Thái Bình bé con 3-0 BC không? Rogan?
Alo. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này. Chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Đây là trận đấu thứ hai của Hello Chipboy. Vâng, ở trong kèo đấu xem, và em đang có một cái bài mà dường như không phải là quá đẹp. Dường như không phải đây là bài quá đẹp dành cho Chipboy rồi. Vâng, thậm chí đây coi là một bài xấu. Có thể coi là một bài xấu. Chữ úp xong cả vơ. Bên tại xong hết rồi. Vâng, mời có thể lên kênh YouTube và kênh TV để có thể theo dõi. Vâng, mời lên YouTube, mọi người gõ kênh TV, sau đó thì em đã up mấy clip đấy mà anh em xem nó có thể xem luôn. Còn một tí nữa thì mình có kia viên dán clip. Núi dán clip đi. Vâng, các bạn chữ tư đây để mình bảo kia viên gần núi dán clip. Xong rồi các bạn lên kênh TV.vn cạnh chéo video để xem. Hoàn vào kênh TV sau có phần video đấy, các bạn vào đấy các bạn xem link xem lại được. Cậu ơi, chúng ta quay trở lại trận đấu này. Vâng, 26 cộng 1 dân của Hello Chipboy. Vâng, 0 cộng 1 dân. Như vậy là bài kích ở 12x. Kích là hơi muộn. Bên kia thì Thái Anh Bé Con điểm số rất cao. Và người Thái Anh Con là người đời sớm hơn. Vâng, bài này thì Chipboy không đẹp bằng trận trước rồi. Trận trước bài đẹp hơn rất nhiều. Và trận này thì bài không đẹp bằng chứ không đẹp bằng trận trước rồi. Vâng, dân đứng chơi khá nhiều. Và Chipboy trận này có lẽ là chỉ đánh với 4A được thôi. 4A trong một trận đấu cầm sen. Trận thì thậm chí 4A còn đang có vẻ là hơi khó. Bài quá nghiệt. Vâng, bên kia là 29 dân. Vậy đời sớm hơn Chipboy. Có lẽ là chỉ cách nhau khoảng tầm nửa tương vừa thôi. Vâng, đây rồi, gặp Tân QR đầu không? Như vậy là Tân QR đầu đã lọt thẳng vào ruộng chính rồi. 5 nhà BA và Tân đấu cung này, mặc dù Chipboy bắt được đường quân nhưng mà... Vâng, họ cũng có rất nhiều quân ở đây. Nhiều khả năng đây sẽ là tỷ số 1 đều ở trong kèo sen. Nhưng mà trận này Chipboy rất sâu. Thái bị con này có những Tân điều cung rất khó chịu. Vâng, bị lọt tiếp vào bãi gỗ kìa. Vê có để ý không? Bị lọt tiếp vào bãi gỗ. Vâng, vẫn đang thủ tươi. Thằng này vẫn 40. Vâng, Thái Bình với con đang gói những tên thì quần rất khó chịu. Ông này cũng gọi ông thể gọi là ông thần móc máy. Ông thần móc máy luôn.
Vâng, thôi. Trận này có lẽ là nhường đi, trận này bài khó quá. Vâng, bài vừa nghèo rừng lại còn vừa xấu. Sao chơi? Mặc dù bắt được một vài con quân nhưng mà thời điểm hiện tại thì lực của Chiboy rất yếu. Vâng, Chiboy có lẽ không thể sắp đều được con lờ trận tường tiếp theo. Con tên này thì chưa chắc ăn được khi mà họ ở trên đồi. Chưa chắc ăn được khi mà họ ở trên đồi. Tên này có vẻ là hơi khó ăn. Chiboy đang có tơ điều cũng tốt. Hiện tại thì họ quay lại và bắn ở trên dốc. Hết quân. 5 con đánh với 6, 4 con đánh với 6 con. Đang cố gắng điều. Vâng, tơn tiếp theo lên. Ủa ôi, mấy A rồi đây. Vâng, lên phát 10 con thì phải. Hơi khó. Tỷ số là 1 đều cho kẻ đấu xe. Một trận bài xin bòi quá sầu. Vâng, đang rất trời cối nhưng mà hiện tại thì quân của họ quá đông rồi. Vâng, lên phát 2, 4, 6 hình như là 7A rồi. Hình như là 7A rồi, đến từ game thủ màu 2 cái đội thanh bé con. Thôi, quyết. Một đều. Một đều ở trong kèo đấu xe và chúng ta đến với trận tiếp theo, trận thiếu thứ 2. Và trận thiếu thứ 3. Trời cối thế em khổ. Rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ 3 rồi. Trận nào thì có cửa bật thì